Một con ốc sên khổng lồ như này sẽ có mùi vị thế nào nhỉ? Đó chính xác là những gì đã khiến anh ba cha cú trằn trọc suốt mấy đêm nay. Do nhà cũng không có gì ngoài điều kiện nên anh quyết định sẽ cưỡi trực thăng tới tận nơi để thưởng thức món ăn độc lạ này. Muốn biết cái kết sẽ ra sao thì hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Hua Đá Rát bình luận, mỗi lần ăn cơm mà không xem video của chị thì em không bao giờ ăn ngon. Đọc được những lời khích lệ này của mọi người, mèo cảm động rớt nước mắt luôn. Tự hứa với lòng từ mai sẽ chăm chỉ ra nhiều video hay hơn nữa. Tiếp theo bạn Seri từ bình luận, chừng nào chị mèo có con. U là trời, em có thể hỏi câu nào khó hơn được không? Chứ câu này dễ quá chị cũng không trả lời được. Bao giờ có chồng thì chị có con em nhé. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Nhân vật đầu tiên sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến trải nghiệm lần này là anh Thái Dối. Sắp tới dịp sinh nhật con gái yêu nên anh quyết sẽ chiêu đãi cô bé một bữa tôm càng ngon nhất cái nách. Đây là món ăn mà bé thích nhất. Không mất quá nhiều thời gian, tất cả nguyên liệu đã được bày ra trước mặt. Cô bé đáng yêu còn đòi đứng bên cạnh là phụ bếp cho bố. Đẻ được đứa con gái như này đúng là mát lòng mát ruột. Có thể thấy trong giỏ nguyên liệu của anh Thái bao gồm cà rốt, ngô ngọt và gừng. Không biết anh định chế biến món gì đây nhỉ? Các bạn có công nhận với mèo là loại ngô ngọt này ngon hơn ngô nếp chúng ta hay ăn không? Đặc biệt khi sử dụng làm các món hầm thì thôi rồi lượm ơi luôn. Ngoài các loại củ thì anh Thái còn dùng thêm tỏi để món ăn dậy mùi hơn. Chưa biết hôm nay anh dự định chiêu đãi chúng ta món gì mà cái dạ dày mèo nó đã đánh trống đả đảo rồi. Nguyên liệu tiếp theo được anh Thái lựa chọn là những quả chanh mọng nước. Ngay khi anh vừa hoàn thành công việc sơ chế đồ ăn thì những con tôm càng trước đó đã được ngâm đủ lâu trong nước. Việc cần làm tiếp theo là cẩn thận nhặt bỏ hết phần chỉ ở lưng tôm. Đây là bộ phận chứa chất thải nên không ăn được. Cuối cùng thì đã tới lúc nổi lửa lên. Cô con gái của anh Thái thì vẫn đang cực kỳ hào hứng với bữa ăn này. Bởi lâu lắm rồi hai bố con mới có thời gian dành cho nhau. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đôi khi khiến mọi người trở nên xa cách. May mà anh Thái đã kịp thời nhận ra vấn đề và cố gắng cải thiện bằng cách cùng con gái nấu một bữa cơm thật ngon nhân ngày sinh nhật. Đầu tiên anh đổ dầu ăn vào chảo và chờ cho dầu nóng thì thả tỏi vào. Mới thế thôi mà mùi thơm đã tỏa ra khắp không gian. Lần lượt sau đó là những con tôm càng đã được anh xử lý gọn gàng. Thậm chí tới khi bị thả vào chảo rồi mà chúng vẫn đang giãy giụa kịch liệt. Tôm chín dần chuyển sang màu đỏ bắt mắt và đây cũng là lúc anh thả thêm vào đó các loại củ đã chuẩn bị từ trước. Xem đến đây thì chắc là ai cũng đoán được món ăn hôm nay của anh Thái rồi nhỉ. Tôm càng ăn cùng với rau củ là một sự kết hợp tuyệt vời. Vừa thơm ngon bổ dưỡng mà không hề gây cảm giác ngấy. Trong lúc ông Bô đang bận rộn với công việc nấu nướng thì cô con gái tranh thủ chạy đi lấy thức ăn cho đàn gia súc. Trông bé bé xinh xinh thế mà giỏi quá trời quá đất. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Anh ba vừa chăm chỉ thông minh thì dĩ nhiên đẻ ra đứa con cũng phải chất lượng như này rồi. Sợ con gái chờ đợi lâu bị đói bụng nên anh đang lắp motor vào đít để đẩy nhanh tiến độ. Món tôm càng này muốn ngon thì phải thêm vào đó loại đồ uống đặc biệt. Đảm bảo khi anh Thái nói ra ai cũng sẽ thấy quen thuộc. Không gì khác chính là bia tươi. Chỉ cần một can nhỏ như anh Thái đang dùng là đã giúp món ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Các bạn không cần lo bị say bia đâu nhé. Bởi đến con gái anh còn ăn được cơ mà. Tada, cuối cùng món ăn hôm nay cũng hoàn thành trong sự háo hức mong chờ của hai bố con. Anh Thái nhanh tay xúc hết tôm ra khay để cho nguội bớt. Có thể thấy phần nước sốt cực kỳ hòa quyện với các nguyên liệu. Bây giờ những con tôm càng đã có một màu sắc vô cùng mờ lem. Anh sử dụng chanh để trang trí cũng như ăn kèm cho bớt ngấy. Nghe Giang Cư Mận đồn loại chanh vàng này vừa thơm ngon lại còn nhiều nước. Để hôm nào mèo cũng phải tìm mua xem sự thật có đúng như vậy không. Thịt tôm càng tuy không được nhiều như các loại tôm khác nhưng bù lại cực kỳ chắc và giòn. Một chảo to như này nếu lọc thịt ra chỉ được tầm 1/3 thôi. Nhưng nhiều người lại thích như vậy hơn các bạn ạ. Cảm giác vừa ăn vừa bóc vỏ tôm nó ngon miệng hơn hay sao ấy. Đặc biệt phần ngô ngọt được thấm đẫm sốt nên cắn một miếng là ngập chân răng luôn. Hai bố con vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thấy bé con ăn uống ngon miệng như vậy anh Thái cũng vui lòng và cảm thấy công sức hôm nay mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Ở phía bên này anh ba cha cú lại khác. Do chưa có gia đình con cái gì nên anh vẫn đang tự do tự tại lắm. Cũng nhờ thế anh mới có thời gian cũng như điều kiện kinh tế đi đó đi đây và thưởng thức rất nhiều món ăn ngon độc lạ. Ngày hôm nay điểm dừng chân của anh là tại Việt Nam. Ở đây anh ba đã có cơ hội ăn một món mà anh chưa thấy trước đó bao giờ. Thậm chí anh còn không nghĩ là nó tồn tại. Muốn biết đó là món gì thì hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Tới với một nơi đất khách quê người xa lạ như này thì anh không thể tự đi một mình được. Người bạn đồng hành mà anh đã tìm thấy qua mạng là chị Ngân Du. Nghe nói chị này là một YouTuber cũng mới nổi. Đặc biệt lý do lớn nhất mà anh ba quyết định nhờ chị giúp đỡ là vì chị cực giỏi tiếng Anh. Thấy anh ba chia sẻ là đang thèm ăn hải sản nên chị Ngân không ngần ngại đưa anh tới một quán ốc bình dân. Nói bình dân thế thôi nhưng đây là địa điểm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Không chỉ bởi không gian rộng rãi thoáng mát, mà còn vì chất lượng đồ ăn cực kỳ ổn áp. Anh ba đứng quan sát một lúc mà cũng bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của các loại đồ ăn. Ngoài ốc ra thì chị chủ còn giới thiệu mấy con bọ biển tôm hùm. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh lại là món ốc xào. Cuối cùng anh quyết định sẽ thưởng thức ốc xào muối ớt. Do lần đầu ăn nên anh còn hơi bỡ ngỡ.
mãi mới khều được con ốc phía trong ra. Nhưng khi đã vào guồng, anh ăn với tốc độ bàn thờ luôn. Hết con này tới con khác được anh thưởng thức trọn vẹn. Đặc biệt trong số đó có một số con ốc với dáng vẻ kỳ lạ khiến anh vô cùng thích thú. Chị Ngân ngồi bên cạnh chỉ biết cười thôi vì anh ba có những câu đùa quá đáng yêu. Cảm thấy chỉ đi một quán như này thì vẫn chưa ra vấn đề gì cả. Anh ba mong muốn được chị Ngân đưa đi ăn thêm một vài quán nữa. Như vậy anh mới có cái nhìn bao quát nhất về những món ăn độc đáo này. Anh đã có lòng thì chị đành có nước mắm chứ biết sao giờ. Mấy khi mới có bạn bè quốc tế quan tâm tới ẩm thực nước mình như vậy nên chị nhiệt tình lắm. Sau một hồi để cho anh ba tự mình chọn lựa, cuối cùng anh vẫn chốt sẽ ăn thịt ốc tiếp. Nhưng con ốc lần này nó lạ lắm, kích thước của nó phải lớn gấp 10 lần con bình thường. Không những thế, anh chủ quán còn nhiệt tình giới thiệu cho anh ba về quá trình chế biến em nó. Công đoạn mất thời gian nhất chính là luộc chín và tách ốc ra khỏi vỏ. Sau đó thì chỉ cần thái thịt ốc thành các miếng nhỏ vừa ăn và đem chế biến với gia vị là được. Cuối cùng thời khắc anh ba mong chờ đã tới. Thịt ốc được xào với cần tây và hành tây cực kỳ dậy mùi. Khi ăn có thể cảm nhận rõ sự dai giòn sần sật của thịt ốc, quyện với nước sốt đậm đà không thể chối từ. Anh ba cứ thế oánh chén liên tục đến nỗi đĩa ốc đã cạn lúc nào không biết. Món thứ hai là súp ốc nhưng phải ăn nóng sốt mới ngon. Tưởng tượng một ngày gió lạnh được ngồi đây nhâm nhi thịt ốc cùng với chén rượu nữa thì hết nước chấm luôn. Anh này trông vậy mà cũng biết hưởng thụ ra phết. Có vẻ như đối với cái dạ dày khổng lồ của anh thì hai bữa ốc vừa rồi vẫn chưa đủ thỏa mãn. Chỉ thấy lần này anh ba đã dắt chị Ngân du vào một quán ăn khá lớn. Tại đây cũng bày bán vô số các loài thủy hải sản khác nhau. Lý do anh ba lựa chọn quán này là vì thấy đông khách. Chắc đồ ăn cũng phải ở tầm cỡ nào thì mới được nhiều người yêu thích tới vậy. Dĩ nhiên nguyên liệu chính của thực đơn này vẫn là ốc khổng lồ. Nếu quan sát sẽ thấy con ốc anh đang cầm trên tay là to nhất từ đầu video đến giờ. Bước đầu tiên người đầu bếp vẫn phải đem ốc đi luộc chín. Với lớp vỏ vừa cứng vừa dày thì cũng mất rất nhiều thời gian mới vớt ốc ra được. Anh ba đứng bên cạnh mà không ngừng trầm trồ bởi tay nghề của anh đầu bếp. Do đã quen tay nên anh làm bước nào ra bước ấy. Sau khi cân thịt ốc lên thì ai cũng ngỡ ngàng bật ngừa. Bởi riêng phần thịt đã nặng hơn 1 cân rồi. Đồng nghĩa với cái giá anh ba phải trả cho bữa ăn này là 120 đô, tương đương với gần 3 triệu đồng. Theo các bạn thì cái giá như thế có xứng đáng không? Nhớ cho mèo biết ý kiến nhé. Còn mèo thấy quá là ổn áp luôn ấy chứ. Chẳng qua con đỗ nghèo khỉ không có tiền thôi. Chứ không mèo đã phi ngay tới đây càn quét một bữa cho ra trò. Không mất quá nhiều thời gian, những món ăn làm từ thịt ốc khổng lồ đã được bày ra bàn. Trông món nào cũng hấp dẫn nên anh ba chưa biết nên chọn ăn gì đầu tiên. Thấy chị Ngân đề xuất ăn ốc xào trước anh cũng đồng ý luôn. Phần thịt ốc được anh đầu bếp xử lý khéo léo nên không còn chút tanh hay nhớt nào. Thay vào đó khi nhai cảm giác giòn giòn sần sật, chấm đẫm thêm phần nước sốt phía dưới là anh có thể làm ngay 3 bát cơm chứ chẳng đùa. Đối với món thứ hai là nộm ốc, lúc đầu ăn vị khá lạ lẫm nên hai anh chị đều nhăn mặt. Nhưng đến miếng thứ hai khi vị giác đã dần làm quen thì thấy ai cũng hào hứng muốn ăn thêm. Để mà đánh giá về chuyến trải nghiệm hôm nay, chị Ngân đánh giá 10 trên 10 không có nhưng. Chính chị cũng chưa từng được thử qua các món độc lạ tới vậy tại quê hương của mình. Ngày hôm nay nhờ anh ba trà cú mà chị vừa được quảng bá về nền ẩm thực nước nhà, vừa có cái bụng no đem về. Còn đối với cảm nhận của anh ba, anh cho rằng thịt ốc là một trong những món ăn ngon và dễ chế biến nhất. Và chắc chắn rồi, nếu có cơ hội anh nhất định vẫn sẽ quay lại đất nước xinh đẹp này để ăn thêm nhiều món khác nữa. Trước khi phải nói lời tạm biệt nhau thì mèo tiếp tục muốn đưa các bạn đi thưởng thức thêm món ăn làm từ ốc. Nhưng điểm dừng chân lần này là tại Thái Lan. Hãy cùng chờ đón xem sẽ có sự khác biệt nào trong văn hóa ẩm thực của nước bạn và nước ta nhé. Đặc biệt là trong trường hợp cả hai cùng có một nguyên liệu chính là ốc. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là món chả ốc nhồi. Phần thịt ốc sau khi được lấy ra sẽ đem đi xay nhuyễn cùng giò sống, mộc nhĩ và các loại gia vị khác. Sau đó người đầu bếp lại nhét từng viên chả như thế vào lại vỏ ốc rồi mới đem đi luộc. Không biết các bạn thế nào chứ mèo thấy món này còn ngon hơn ốc khổng lồ. Bởi trải qua quá trình chế biến, phần thịt ốc trở nên đậm đà và đưa miệng hơn nhiều. Sau khi chả ốc đã chín, anh đầu bếp lần lượt múc chúng vào từng niêu khác nhau. Trông thì nhanh thế thôi chứ thực tế anh đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đủ các nguyên liệu. Nếu quan sát kỹ các bạn sẽ thấy ngoài chả ốc thì cửa hàng còn bán thêm một món khác từ thịt. Chỉ thấy sau khi trộn thịt với sốt, chị gái nhanh tay lấy ra những chiếc bếp ga mini và đặt lên từng bàn. Trong khi đó những người khác phụ trách gọt vỏ mướp đắng và sơ chế các nguyên liệu còn lại. Mèo cảm thấy mô hình kinh doanh quán ăn này khá giống Việt Nam đấy chứ. Tất cả sẽ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào có khách tới chỉ việc đem ra phục vụ là xong. Nhưng cái mèo quan tâm nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng đồ ăn. Nói thế thôi chứ nhìn xương xương nãy giờ mèo cũng chưa phát hiện ra lỗi nào để bắt cả. Rau thì được nhặt rửa sạch sẽ, thịt thì tẩm ướp gọn gàng đầy đủ mới cho lên vỉ nướng. Rất nhanh chóng mùi thơm đã xộc thẳng lên mũi. Đố ai đang đói bụng đi ngang qua đây mà cưỡng lại được đấy. Không phải tự nhiên mà các nhà hàng người ta cứ đem đồ ăn ra trước cửa để nướng đâu mọi người ạ. Tất cả đều là chiến thuật kéo chân khách hàng cực kỳ thông minh. Mỗi phần thịt sau khi nướng chín sẽ đem bày lên thớt đã bọc giấy bạc và chuyển vào nhà bếp để nhân viên phục vụ đem ra cho khách. Không chỉ chả ốc hay thịt nướng mà một trong những món best seller tại đây là cơm rang. Món này càng làm đơn giản thì càng ngon. Chỉ cần có cơm trứng đậu và cà rốt là đã cho ra đời một món ăn hấp dẫn. Đối với những thực khách yêu cầu nướng ngay tại bàn thì nhân viên cũng sẽ phục vụ chu đáo. Phần thịt được đặt lên miếng đá còn nóng hôi hổi.
Khi dưới dầu ăn lên thì bắt đầu bắt lửa tạo ra hiệu ứng cực kỳ đẹp mắt. Cũng chính nhờ cách nấu ăn độc đáo này mà nhà hàng ngày càng trở nên đông khách. Thậm chí có những người chấp nhận chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để được ăn ở đây một bữa. Ví dụ cụ thể là anh chàng người đầy mực này, anh chia sẻ đã đứng xếp hàng gần 2 tiếng mới được ngồi vào bàn. Nhưng khi nhìn chỗ đồ ăn bày ra trước mắt anh thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Phải tinh thần như này mới gọi là các chiến thần ẩm thực các bạn ạ. Khổ trước sướng sau là đây chứ đâu. Anh chàng sẽ bắt đầu bữa ăn với món lẩu chả ốc. Phần nước dùng ngọt thanh hòa thêm mùi thơm của thịt ốc thực sự khiến anh không thể chờ lâu hơn nữa. Nhìn những cái gật đầu tấm tắc này là biết hương vị đỉnh của chóp thế nào rồi nhỉ. Tới khi ăn thử miếng chả ốc thì anh phải thốt lên ngỡ ngàng vì quá ngon. Vì thịt ốc được trộn với giò sống nên khi cắn vào sẽ cảm nhận sự dai giòn sần sật. Bây giờ không làm phiền anh trai dùng bữa nữa, chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau tại đây. Nói thật với các bạn là mèo cũng đói không chịu được nữa rồi. Phải đi kiếm cái gì bỏ bụng ngay còn kịp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.